Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục học các bài giảng số 1, cấu tạo nguyên tử. Chúng ta sẽ nghiên cứu về phần số 2, thể tích, bán kính và khối lượng riêng của nguyên tử. Chúng ta có nội dung lý thuyết như sau. Đầu tiên chúng ta nhớ cho thầy đó là thể tích của các nguyên tử thì có dạng hình cầu và luôn luôn tồn tại khe trống giữa các nguyên tử. Đây em, cái chấm này nè, cái chấm này là nguyên tử, được chưa? Cái chấm này nguyên tử. Như vậy em nhìn thấy là giữa các nguyên tử chúng ta là có tồn tại các khe trống này, được chưa? Vì vậy, được chưa? Thể tích hình cầu chúng ta học vào lớp 9 rồi, sẽ được tính theo công thức đó là thể tích hình cầu này sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3. Nha, 4/3 pi r mũ 3. Pi thì mình biết rồi. Pi là bằng 3,14. Được chưa? Vì mình biết là V là bằng gì? Bằng M chia D. Nhưng do gì? Nhưng do hình cầu của chúng ta là tồn tại khe trống. Điều này chứng tỏ là gì? Nó không có dạng đặc, đúng không em? Như vậy thể tích của nguyên tử của chúng ta chỉ tính những cái phần đặc thôi. Em hiểu này, đọc lại này. Thể tích của các nguyên tử chúng ta luôn luôn tồn tại khe trống. Thể tích hình cầu sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3. Điều này không cần phải lý giải gì cả. Và nó bằng M chia D. Được chưa? Nếu mà đặt ở đây thì nó chỉ bằng M chia D thôi. Nhưng mà do đây gì? Nó tồn tại khe trống thì chúng ta chỉ chiếm những cái phần mà thuộc về nguyên tử thôi, còn phần phong không thuộc nguyên tử thì chúng ta trừ đi, được chưa? Nếu đây người ta cho khe trống là a phần trăm, được chưa? Thì phần chiếm ở đây là 100 trừ a, bạn hiểu không ạ? Rồi hôm nay chúng ta chỉ học có một công thức này thôi, dựa vào công thức này chúng ta sẽ làm được mọi thứ. Rồi dựa vào công thức số 1 này đi, thì cho công thức này cho là công thức h đi. H này là do thầy tìm ra em nha. Bán kính này, bán kính ở đây là R. Chúng ta lưu ý cho thầy, bán kính chúng ta tính đơn vị là gì? Là cm, được chưa nào? Là cm. Rồi bây giờ để tính được cái R mũ 3, R thì chúng ta sẽ rút như sau. Em lấy phần chiếm này, nhân M này, chia 100 chia D này, được chưa em? Rồi em nhân cho 3 này, qua bên này, chia cho 4 pi, được chưa em? Hay là em chuyển qua đây là 4 pi chia 3 luôn, được chưa nào? Rồi à, khi đó chúng ta căn bậc 3 lên thì tìm R. Lưu ý là R chúng ta đơn vị là cm. Hãy nhớ đơn vị chuẩn của R là cm nha. Tất cả các đề đều cho cm. Rồi như vậy nếu gặp có những cái đơn vị mà chưa chuẩn, tức là ở đây người ta có thể cho chúng ta là nanomet. Đây 1nm, nm chúng ta đọc là nanomet. Còn 1A mũ A này, A0 này gọi là 1 angstrom. Cái 1 nanomet này thì chúng ta được học trong vật lý rồi. 1 nanomet là bằng 10 mũ trừ 9 mét, được chưa? Và chúng ta chuyển cái mét này sang cm thì chúng ta để 10 mũ trừ 9 lại, được chưa? 10 mũ trừ 9 mét này tức là 10 mũ trừ 9 nhân cho 1 mét, được chưa em? 10 mũ trừ 9 nhân cho 1 mét. Mà 1 mét của chúng ta là bằng bao nhiêu? 1 mét của chúng ta là bằng 100 cm, hay nói khác là bằng 10 mũ 2 cm. Trừ 9 mà cộng 2 thì đây còn lại trừ 7 cm. Về bạn lưu ý cho thầy, thông thường ở đây thì người ta sẽ chuyển về dạng là 10 mũ trừ 8. Như vậy để chuyển về 10 mũ trừ 8 thì em lấy 10 nhân cho 10 mũ trừ 8 sen, được chưa? Đây nhớ là cách đổi đơn vị nha. Đơn vị thì chúng ta qua bài tập thầy sẽ nói rõ hơn nữa. Còn angstrom thì chúng ta đã học trong sinh học. Trên đây là vật lý này, dưới này sinh học này, được chưa? Chúng ta học trong sinh học lớp 9. Một angstrom đổi sang mét là bằng 10 mũ trừ 9 mét, được chưa? Rồi 10 mũ sẽ lập bằng 10 mũ trừ 10 mét. 10 mũ trừ 10 mét tức là 10 mũ trừ 10 nhân cho 1 mét. Mà 1 mét là bằng 10 mũ, là bằng 100 cm, hay nói khác là bằng 10 mũ 2 sen, được chưa? Trừ 10 mà cộng 2 thì còn lại trừ 8. 10 mũ trừ 8 sen. Sau như vậy đây là cách đổi đơn vị của bán kính. Nhớ bán kính chúng ta đơn vị chuẩn là cm. Rồi rồi chúng ta có khối lượng riêng. Để tính được khối lượng riêng của nguyên tử thì chúng ta dựa vào công thức này, được chưa? Chúng ta dựa vào công thức này chúng ta rút ra đây. Để cái này rút ra thì tí nữa mình sẽ làm bài tập, mình sẽ nói rõ hơn. Lưu ý cho thầy là khối lượng của gì? Khối lượng riêng đơn vị chúng ta là cam trên cm khối. Nhớ đơn vị chuẩn nha. Cái đơn vị là cái yếu tố quyết định trong bài toán này. Rồi bạn lưu ý cho thầy như sau nè. Trong này thì chúng ta chỉ có R có đơn vị này, M có đơn vị, D có đơn vị. Vì sao? 4/3 pi, 4/3 là một hằng số, pi là một hằng số 3,14.
Được chưa? Phần chiếm là một hằng số, còn đây là hằng số. Như vậy, đơn vị của chúng ta là phụ thuộc vào R mũ 3 này. Được chưa? Với gì? Bên đây là M chia cho gì? D, đúng không? Thằng này đơn vị là gì? Thằng này đơn vị là cm khối. Được chưa nào? Cái đơn vị thằng này là gam. Thằng này đơn vị là gam trên cm. Cm khối. Được chưa em? Đó. Vì đơn vị của R là cm khối, đơn vị của D là gam trên cm khối, thì đơn vị khối lượng bây giờ sẽ là gam. Rồi, người ta tính được như sau. Người ta đo được là 1U. 1U, U là đơn vị đo của khối lượng nguyên tử. 1U là bằng 1 DVC. Mà 1 DVC là bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Rồi, nếu ở đây người ta cho chúng ta số DVC, thì chúng ta lấy số DVC đó nhân cho khối lượng 1 gam, thì chúng ta sẽ ra khối lượng của nó, đơn vị là gam. Được chưa? Khi có đơn vị là gam rồi thì tất cả những yếu tố khác chúng ta tính sẽ rất là dễ. Rồi, chúng ta sẽ làm một số bài tập để minh họa điều đó. Ở đây thầy minh họa cho bạn có tất cả là 7 câu. Câu hỏi đầu tiên. Đây. Người ta nói như sau. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử canxi là những tinh thể hình cầu chiếm 74% về thể tích. Phần còn lại là các khe trống giữa các quả cầu. Cho khối lượng của nguyên tử canxi là 40 ô. Cho chúng ta là bán kính của canxi là chừng này nanomet. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng riêng của canxi. Rồi, để làm được câu hỏi này thì chúng ta cần nhớ cho thầy những yếu tố sau. Thứ nhất là chúng ta phải nhớ cho thầy được đó là 1 ô bằng bao nhiêu gam. Cái thứ hai, mình sẽ đổi 0,196 nanomet sang cm. Được chưa? Đó là hai yếu tố cần nhớ. Sau khi chúng ta làm được hai yếu tố này rồi thì chúng ta áp dụng các công thức tính thể tích hình cầu. Thể tích hình cầu sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3 r bằng m chia d. Được chưa? Do gì? Do giữa các tinh thể nguyên tử canxi chúng ta là tồn tại dạng hình cầu và nó không đặc, tức là nó gì? Nó có dạng rỗng. Cho đó chúng ta chỉ những cái phần chiếm này là thuộc về nguyên về thể tích nguyên tử thôi, còn những khe rỗng là không thuộc về nguyên tử. Do đó đây chúng ta sẽ nhân cho phần chiếm của hắn là 74 chia cho 100. Rồi, bây giờ tôi hướng dẫn. Rồi, 4/3 này, được chưa? Pi chúng ta là 3,14 này. Rồi, cái R chúng ta đang đổi đơn vị, R là đây, là nanomet này. Được chưa? Rồi, đoạn này để lại. Rồi, bằng này. Bằng M chia D. Cái mấu chốt đây là M chia D. Hãy nhớ cho thầy M chia D này. M của chúng ta ở đây người ta cho chúng ta là 40 ô. Được chưa? Chúng ta coi lại lý thuyết nha. Để tính được khối lượng thì chúng ta lấy số DVC nhân cho khối lượng của 1 DVC. Được chưa? Đơn vị đây là gam. Như vậy chúng ta sẽ ghi như sau. Em sẽ có đó là 40. 40 em nhân cho khối lượng 1 DVC là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam nhân cho 74. Còn dưới này là chúng ta chia cho D. D chúng ta đang tìm. Được chưa? Rồi, D chúng ta đang tìm. Và dưới này chúng ta chia cho 100. Rồi, như vậy ở đây 1U chúng ta đã rõ là 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Rồi, như vậy cái đơn vị của thằng D này, được chưa? Chúng ta nhìn trong tất cả các đáp số này. Được chưa? Đơn vị của D chúng ta là gì? Gam trên cm khối. Do đó buộc ở đây chúng ta phải đổi cái từ nanomet sang cho thầy cm. Cái đổi như sau. 0,196. Được chưa? Thì em sẽ là gì? Bằng 0,196 này. 0,196 nanomet thì chúng ta sẽ đổi sang mét trước đã. 0,196 giữ nguyên. 1 nanomet, được chưa? Là bằng 10 mũ trừ 9 mét. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ đổi thằng này sang cm. Chúng ta giữ lại 0,196 nhân cho 10 mũ trừ 9. Nghe kỹ nha. 1 mét chúng ta là bằng 10 mũ bằng 10 mũ trừ 10 mũ 2 cm, đúng không? Rồi. Mình lưu ý cho thầy này, như thầy đã nói là gì? Chúng ta phải để lại cho thầy là 10 mũ trừ 8. Vì sao vậy? Thầy giải thích.
Bởi vì 10 mũ trừ 8 mà chúng ta nhân cho 3 là 10 mũ trừ 24. 10 mũ trừ 24, hai vế rút gọn, thì đó chúng ta sẽ tính rất là dễ. Được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ đổi sang như sau. Mình sẽ để là 10 mũ trừ 8 sen. Nghe kỹ nha. Rồi bây giờ mình có này. Đây là bao nhiêu? 9 bớ là 2 là bao nhiêu? Phải là trừ 7 không? Mà mình để 10 mũ trừ 8 thì mình di chuyển cách qua đây là nhân cho 10. Như vậy nó sẽ bằng 1,96. Nhân lại chỗ này nè. Ở đây mình có đây là 0,196 em nha. 10 mũ trừ 8. Đây là 10 mũ 2. Thì ta sẽ tách như sau. 10 mũ đoạn này tôi ghi đỏ này. 10 mũ 9 này. Được chưa? 10 mũ trừ 9 này. 10 mũ 2 sen thì chúng ta để là 10 nhân cho 10. Được chưa? Đây là 10 mũ 1 nè. Thì thằng này phải là 10 mũ trừ 8 không em? Rồi. 0,196 nhân cho 10 phải bằng 1,96 không? Đấy. Chúng ta phải để cho thầy là 10 mũ trừ 8. Thì cái đấy chúng ta sẽ tháp vào đây là 1,96 nhân cho 10 mũ trừ 8 cm. Được chưa? Chúng ta thế đơn vị vào trong này luôn, nhìn cho nó rõ. Chúng ta tính như sau. Em lấy 4 này nhân cho 3,14 này. Được chưa? Nhân cho 1,96 nhân 10 mũ 3 chia cho 3 bằng bao nhiêu? Tính đi. Em lấy 4 này, được chưa? Này thì nó lại này, 4 này nhân cho 3,14 này. Rồi, nhân cho 1,96, được chưa? 10 mũ 3. Rồi chúng ta chia cho thầy là chia cho 3. Thì nó đã bằng ở đây là bằng 31, chúng ta làm tròn đi. 52, được chưa? 5236. 5236, ok. Đó. Rồi, là 4 này, thằng này hết rồi đúng không? 10 mũ trừ 8 nhân cho 3 là 10 mũ trừ 24. Rồi, cm khối. Được chưa em? Còn bên này em tính như sau. Em lấy 40 nhân cho này, nhân cho này, nhân chia cho 100. Được chưa? 10 mũ trừ 24 để lại cho thầy. Em lấy 40, em nhân cho 1,6605. 40 này, nhân cho 1,6605 này. Nhân 74 chia 100. Rồi, ở đây mình tính là bằng 49,1508. Được chưa em? Nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Chia cho D. Rồi. Như vậy, khi đó chúng ta sẽ biến chuyển D qua vế trái và chuyển con số cái này qua vế phải. Từ đây mình suy ra D này. D ở đây bằng gì? Ở đây mình nhìn thấy này, 10 mũ trừ 24, 10 mũ trừ 24 là hai vế tự rút gọn. Được chưa? Như vậy mình di chuyển D sang đây. Chúng ta lấy 49,1508. Rồi, em chia cho nhiêu? Chia cho 31,5236. Rồi chúng ta lưu ý là đơn vị chúng ta để nguyên. Đơn vị bên này là gam. Đơn vị thằng này là cm khối. Được chưa? Khi đó chúng ta bấm hai con số này chia cho nhau thì ra đúng cái đơn vị là gam chia cho cm khối. Thế thôi. Như vậy em lấy 49,1508 chia cho 31,5236. Ở đây mình tính được xấp xỉ bằng 1,5. 59 thì chúng ta là xấp xỉ bằng 1,56. Được chưa? Gam trên cm khối. Như vậy câu đúng ở đây là câu B. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho lại cho các bạn cách chúng ta đổi đơn vị. Đây, tôi sẽ ghi dưới này nha. Thầy sẽ nói lại cái chỗ đổi đơn vị. Đây, mình có R này. Là người ta cho chúng ta là 0,196 nanomet. Rồi, thì chúng ta sẽ để như sau. 0,196 nanomet thì em sẽ đổi sang đó là bằng 10 mũ trừ 9 mét. Được chưa? 10 mũ trừ 9 mét tức là 10 mũ trừ 9 nhân cho 1 mét. Thì đây chúng ta là bằng 0,196 nhân cho 10 mũ trừ 9. 10 mũ trừ 9 nhân cho 10 mũ 2 cm nha. Mình cách đổi đơn vị này. R là bằng 0,196 nhân cho 0,196 nanomet.
Tức là 0,196 nhân cho 1 nanomet. 1 nanomet là bằng 10 mũ trừ 9 mét, em hiểu không? Rồi, mà 1 mét của chúng ta là bằng 100 cm, hay nó khác là bằng 10 mũ 2 cm. Rồi, ở đây em hiểu như thế này. Chúng ta sẽ để lại cho thầy là 10 mũ trừ 8 cm. Được chưa? Lý do mình để 10 mũ trừ 8 cm đó là khi mình thế vào cái biểu thức này này, thì 3 nhân cho trừ 8 là bằng trừ 24. 10 mũ trừ 24, hai vế tự rút gọn, em hiểu không? Đây này, hai thằng này tự mất này. Đó, đó là cái mục đích của chúng ta đổi sang 10 mũ trừ 8. Rồi. Như vậy 10 mũ trừ 8 thì chúng ta thấy này, 10 mũ trừ 9 chúng ta nhân cho 10 mũ 1 đúng không? Là bằng 10 mũ trừ 8 như nữa. Như vậy chúng ta còn lại 10. 10 nhân cho thằng này là bằng 1,96. Bây giờ thầy sẽ minh họa cho bạn câu tiếp theo. Câu tiếp theo như sau. Rồi chúng ta đọc đề. Đề cho như sau: ở 20 độ C, sắt có khối lượng riêng là bằng 7,87 gam trên cm khối. Nguyên tử khối trung bình của sắt là chừng này. Tức là đây là U, đơn vị là U em nhé. Giả thiết rằng các khe trống chiếm 26%. Rồi, điều cầu chúng ta là tính bán kính nguyên tử, đúng chưa? Như vậy đây mình sẽ có như sau này. Khi làm những cái bài tập kiểu này thì bạn hãy để cho thầy như sau. Em hãy để cho thầy là em phải phân tích được một ô bằng bao nhiêu, được chưa? Một ô của chúng ta là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Vì sao chúng ta phải để cho thầy một ô? Bởi vì sao? Vì khối lượng của chúng ta chắc chắn là phải tính ra rồi. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta là khe trống chiếm 26%, được chưa? Thì chúng ta có phần chiếm. Phần chiếm ở đây là bằng 100 trừ đi 26. 100 trừ đi 26 thì đây là bằng 74. Đúng không em? 74%. Rồi, như vậy thì chừng này là đủ để chúng ta làm việc. Chúng ta có thể tích hình cầu này. Thể tích hình cầu mình học ở lớp 9, nó sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3. Được chưa? Rồi, và bằng gì? Bằng m chia d, nghe kỹ, đúng không? Thể tích sẽ bằng khối lượng chia cho khối lượng riêng, mình học trong hóa học rồi. Nhưng mà biết là gì? Cái công thức này chỉ đúng khi nào tinh thể nguyên tử chúng ta là gì? Nguyên tử chúng ta là dạng đặc. Nhưng ở đây người ta cho chúng ta là có khe rộng là 26%, thì phần chiếm ở đây chỉ có 74 à. Thì chúng ta nhớ cho thầy là chúng ta nhân chỉ những phần này thuộc về thể tích nguyên tử thôi, còn các khe trống chúng ta không thuộc về thể tích nguyên tử thì chúng ta bỏ qua. Như vậy chúng ta nhân cho 74 chia cho 100. Được chưa em? Rồi, em ráp vào. Rồi, mình sẽ có như sau: 4/3 pi. Pi chúng ta là 3,14. Được chưa? R mũ 3. Chúng ta nghe. Điều cầu chúng ta là tính bán kính nguyên tử, tức R ở đây chưa biết. Rồi, bằng này. Bằng M chia D đúng không? M ở đây bao nhiêu? M ở đây thì người ta đã cho chúng ta là khối lượng rồi, 55,85 U, đúng không? Khối lượng của chúng ta đơn vị là gam nha. Rồi, thằng này đơn vị là U nè. Như vậy chúng ta lấy cái đơn vị U này nhân cho khối lượng 1 U thì sẽ ra đơn vị là gam. Như vậy em lấy 55,85 nhân cho khối lượng 1 U là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Rồi, được chưa nào? Chúng ta chia cho D. D người ta cho chúng ta rồi, 7,87 gam trên cm khối. 7,87 gam trên cm khối. Rồi, chúng ta nhân cho phần chiếm là 74 chia 100. Rồi, chúng ta sẽ xử lý như sau. Ở đây chúng ta sẽ xử lý ở vế trái, xử lý vế phải, rồi sau đó chúng ta mới tìm R. Em bấm như sau này. Em lấy 4 này nhân cho 3,14 chia cho 3. Bấm đi. 4 nhân cho 3,14 rồi chúng ta chia cho 3. Thì ở vế trái mình tính được là bằng 314/75. Được chưa? Cái bên này này, cái R mũ 3 mình giữ lại. Rồi, đơn vị của nó thì phụ thuộc vào bên phải này. Chúng ta tính như sau này, em để cho thầy nha. Em lấy 55,85 nhân cho 1,6605 nhân 74 chia 100 chia cho thằng này, để 10 mũ trừ 24 lại cho thầy. Đơn vị gam chia gam là hết, đúng không?
mình chia cho cm khối thì mình sẽ nhân nghịch đảo lên là cm khối, nhân cho cm khối. Chúng ta tính như sau, em lấy 55,85 nhân cho 1,6605, được chưa, nhân 74 là tự số này, em chia 100 chia cho 7,84 chia 7,87, chia 100 chia 7,87. Rồi ở đây mình tính được xấp xỉ thôi, 8,72, được chưa. Rồi như vậy cái 10 mũ trừ 24 thì để lại gam chia gam là hết này, được chưa. Cm khối ở dưới mẫu thì chúng ta nhân lên ở trên, ở đây là 10 mũ trừ 24 cm khối, được chưa em. Bây giờ tôi sẽ nói lại nha, đọc đề lại nè. Đây ở đây người ta cho ở 20 độ C, sắt có khối lượng riêng là chừng này, nguyên tử khối trung bình là chừng này. Giả thiết giữa các vậy à, các khe trống chiếm là 26% tinh thể. Rồi người yêu cầu chúng ta là tính bán kính gần đúng của nguyên tử sắt. Rồi chúng ta đọc lại lý thuyết giúp thầy này. Đây đọc lại lý thuyết này. Đây đây nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta có 4 số và cái quan trọng nhất là công thức này. Đây thầy sẽ nói lại công thức này nha. Đây người ta nói như sau, thể tích của các nguyên tử là cái dạng hình cầu và luôn luôn tồn tại khe trống, được chưa. Như vậy đây em, chỗ các cái đó đây này, đây là những nguyên tử nha. Đây đó, giữa hai nguyên tử này chúng ta tồn tại khe trống này, tồn tại khe trống này, được chưa. Như vậy thể tích hình cầu chúng ta học trong toán rồi, được chưa. Thể tích hình cầu sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3. Rồi mà thể tích là gì, bằng gì, bằng khối lượng chia khối lượng riêng, được không ạ. Mà gì, nếu đây nó công thức này chỉ đúng khi nào, khi nguyên tử chúng ta là dạng đặc. Nhưng ở đây là gì, giữa các nguyên tử chúng ta là gì, tồn tại khe trống, cái phần thuộc về khe trống là không thuộc về nguyên tử, được chưa. Như vậy chúng ta chỉ tính những cái phần thuộc về nguyên tử thôi. Như vậy chúng ta sẽ lấy phần thể tích của nguyên tử chiếm chia cho 100, được chưa em. Rồi và dựa vào công thức này thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ tính được R và tính được D, phụ thuộc vào đề hỏi, đề hỏi R hay hỏi D đó. Và muốn hỏi R hay D thì chúng ta nhớ là cách đổi đơn vị, được chưa, đổi đơn vị. Và hãy nhớ cho thầy là cái một u này phải nhớ, chắc chắn là một u này phải nhớ này, vì có một u này chúng ta sẽ tính được đơn vị là gam của khối lượng, được chưa. Khối lượng bao nhiêu không bao giờ người ta hỏi đâu, bởi vì nguyên tử chúng ta là có nguyên tử khối rồi, em hiểu không. Nguyên tử khối có rồi, nguyên tử có khối rồi thì không cần phải hỏi nữa, được chưa. Như vậy đây này, khối lượng ở đây đơn vị là gam này, được chưa, nhớ vậy. Rồi người ta cho chúng ta đơn vị là u, u là mình sẽ có cái công thức đổi từ u sang gam đây. Rồi sau đó chúng ta nhân cho số dvc thì ra khối lượng đơn vị là gam, khối lượng là cố định rồi. Như vậy đơn vị của r và d phụ thuộc vào đề cho, được chưa. Và thông thường á thì khối lượng r á, thì do đơn vị của r là cm, còn đơn vị của d là gam trên cm khối, được chưa. Và chúng ta nhớ cách đổi đơn vị của r nữa là xong. Rồi chúng ta trở lại bài toán số 2 nè. Trong bài toán này người ta yêu cầu chúng ta tính bán kính nguyên tử, tức là tính r đúng không, tính r này. Ở đây mình có thể tích hình cầu là bằng 4/3 pi r mũ 3. 4/3 thế vào pi là bằng 3,14 r mũ 3 điều nguyên về đề đang hỏi. Rồi thể tích hình cầu sẽ bằng 4/3 pi r mũ 3 và bằng m chia d nhân cho 74 chia 100, như đề đã giải thích hồi nãy. Rồi ở đây người ta cho thằng này là đơn vị là u, đúng không ạ. Mình sẽ lấy cái u này nhân cho khối lượng của một dvc, được chưa, để ra đơn vị là gam. Rồi đơn vị d này người ta cho rồi, d người ta cho rồi, d là bằng 7,87, được chưa, gam trên cm khối. R chúng ta để cho thầy như sau, cái vế trái này thì mình bấm bình thường nha, vế trái thì bình thường không có gì cả, cái mấu chốt là vế phải á, vế phải chúng ta xử lý từ từ, được chưa, được chưa nào. Chúng ta xử lý từ từ này. Ở đây em lấy 55,85 này, em nhân cho 1,6605 nhân 74 rồi chia 100 rồi chia cho 7,87 thì chúng ta ra con số này sắp xỉ nha, được chưa nè. Cái 10 mũ trừ 24 chúng ta để lại, được chưa em, gam chia gam là hết, được chưa, gam chia gam là hết. Như vậy thằng này chia cho xăng tới mấy khối thì chúng ta nhân nghịch đảo lên là xăng tới mấy khối nằm đây, được chưa em. Rồi tới đây thì cái đó chúng ta mới tính R, được chưa. Giờ đây chúng ta sẽ suy ra này, còn không chúng ta làm từ từ. Chúng ta sẽ suy ra R mũ 3 bằng, em lấy 8,72 này, được chưa, nhân cho 10 mũ trừ 24 cm khối này, giữ nguyên này, chia cho gì, đúng không. Chúng ta đang gì, chúng ta phải nhân chéo, nhân 75 chia cho 314, được chưa.
Rồi, bây giờ chúng ta muốn mắc R thì chúng ta biết rồi, để tìm được R thì chúng ta sẽ khai căn bậc 3 hay vế phải đi. Được chưa? Căn bậc 3 của R mũ 3 là bằng R, đúng không? Rồi. Khi đó chúng ta sẽ có như sau. Đây, em bấm nè. Em lấy con số này, em nhân 75, em chia cho 3,14 rồi căn bậc 3 lên bằng bao nhiêu? Được chưa? Rồi, 10 mũ trừ 24 của chúng ta căn bậc 3 lên là bằng 10 mũ trừ 8. Rồi. Cm khối thì căn bậc 3 lên là bằng cm. Như vậy cùng phụ thuộc vào ba con số này, căn bậc 3 lên nữa là xong. Bấm đi. Đó, chúng ta tính từng phép tính một thì nó sẽ không bị đổi thôi. Thằng này thực chất là bấm máy tính cho ok là xong. Rồi chúng ta lấy 8,72 từ cho nhân 75 chia cho 3,314. Căn bậc 3 lên thì đây nó bằng 1,277, tức là bằng 1,28. Được chưa? Nhân cho 10 mũ trừ 8 sen. Nhưng ở đây để cho chúng ta đơn vị là gì? Ở đây người ta cho chúng ta là angstrom, đúng không? Chúng ta sẽ đổi sen sang angstrom, tức là người ta cho khâm mình đó em, thì đổi thôi. Rồi à, chúng ta biết là để đổi sang angstrom thì chúng ta nhớ cho thầy một cái điều này này. Một angstrom là bằng 10 mũ trừ 10 mét. Tôi nói bạn, đây không phải là bài tập về hóa học mà bài tập về vật lý. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay chúng ta học có một công thức duy nhất chứ mấy. Đây là công thức này. Công thức này đây. Được chưa? Còn tất cả các chúng ta đều là đủ đơn vị từ vật lý sang. Rồi, bây giờ thầy xử lý như sau. Thầy nhớ được angstrom là bằng chừng này. Như vậy thầy sẽ biến về đúng 10 mũ trừ 10 mét. Thầy sẽ để 1,28 giữ nguyên này. 10 mũ trừ 8 cm khối. Cm đúng không? Rồi, cm thì chúng ta sẽ đổi sang mét bằng 10 mũ trừ 2 mét chứ nữa. Đúng không em? Rồi, mà hai thằng này phải bằng 10 mũ trừ 10 không? 10 mũ trừ 10 mét. 1,28 nhân cho 10 mũ trừ 10 mét. Tức là 1,28. Mà 10 mũ trừ 10 mét thì bằng 1 angstrom, đúng không? Tức là thằng này là bằng 1,28 angstrom. Thế thôi. Như vậy bạn không có ý kiến gì thì thầy xin phép đi câu tiếp. Rồi, câu hỏi số 3 của chúng ta như sau. Đây, người ta cho giả thiết trong tinh thể nguyên tử nhôm có dạng hình cầu chiếm 75% về thể tích. Phần còn lại là các khe trống giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của nhôm là 27U. Rồi. Để cho khối lượng riêng là chừng này, yêu cầu chúng ta tính bán kính. Rồi. Mỗi khi chúng ta làm những bài tập nào đó thì chúng ta phải nhớ thầy những cái đơn vị sau. Chúng ta phải nhớ một U bằng bao nhiêu. Một U người ta đo được là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Được chưa nào? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có thể tích hình cầu này. Thể tích hình cầu được tính theo biểu thức là V bằng 4/3 pi R mũ 3. Rồi. Sẽ bằng khối lượng chia cho khối lượng riêng. Công thức này đúng khi và chỉ khi. Nghe kỹ. Hai vế này bằng khi và chỉ khi. Các nguyên tử chúng ta là những thằng đặc, đúng không? Nhưng đây là gì? Nó không đặc mà nó gì? Nó có phần trống. Như vậy đây nó chiếm có 75% về thể tích của nguyên tử thôi. Như vậy 75% này là thuộc về thể tích nguyên tử, đúng không em? Còn 25% là thuộc về khe trống. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ ráp vào biểu thức này. Tương đương em lấy như sau. Đây, em để này 4/3 này, được chưa? Pi em thế vào là 3,14. Yêu cầu chúng ta là tính bán kính, đúng không em? Tức là R chúng ta ở đây cần giải đáp để nguyên R 13. Rồi, đơn vị của R là phụ thuộc vào tất cả ở vế phải. Vế phải người ta cho cái gì thì chúng ta sẽ có đơn vị như thế đó. Rồi, M chia D. M ở đây bằng bao nhiêu? M ở đây người ta cho chúng ta là 27U. Được chưa? 27U. Mà 1U của chúng ta là bằng chừng này gam. Nhớ nha, đơn vị của M là gam. Chúng ta phải đổi sang gam. 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam, để nguyên nha. Thì chúng ta có để đơn vị trong các công thức không sao cả. Chia cho D. D đây 3,34. Được chưa? Gam trên cm khối. Đó, được chưa? Nhưng ở đây người ta cho chúng ta chiếm có bao nhiêu phần trăm thôi.
75%, tức là ở đây nó không có dạng dạng đặc mà dạng rộng. Rồi chúng ta làm tương tự như hồi nãy, chúng ta để 4/3 nhân cho 3,14. Rồi bấm 4 chia 3 nhân 3,14 thì đây em tính được là bằng 3,14 chia cho 75, được chưa? R mũ 3 đó, vế đây là vế trái. Còn vế phải em làm tương tự như hồi nãy, em lấy 27 nhân cho số này, nhân cho 75, chia 100, chia này, cái 10 mũ trừ 24 để lại cho thầy, được chưa? Gam chia gam là hết. Như vậy cm khối chia thì chúng ta nhân nghịch đảo lên. Con số đằng trước thì kệ nó, nhưng thầy ở đây thì giữ lại 10 mũ trừ 24 này, cm khối này, được chưa? Thầy nói lại nha, gam chia gam là hết nè. Chúng ta đang chia cho cm khối thì chúng ta nhân nghịch đảo lên là cm khối. Rồi mình sẽ lấy như sau, 27 nhân cho 1,6605, được chưa? Nhân cho 75, rồi chia cho 3,34, rồi chúng ta chia cho 100 nữa. Rồi ở đây em tính được là bằng 10,067, 10,067 đó. Mình để 10 mũ trừ 24 lại nha. Rồi tại sao chúng ta phải để 10 mũ trừ 24 lại? Bởi vì sao? Khi đó chúng ta căn bậc 3 lên thì được một con số cụ thể. Rồi như vậy khi đó dù đây chúng ta sẽ tính được R, đúng không? Đây giờ đây chúng ta sẽ cho thầy R. Chúng ta sẽ lấy 10,067, được chưa? Em nhân cho 10 mũ trừ 24 cm khối. Rồi em nhân cho 75 chia cho 314. Rồi em nghe kỹ. Rồi bạn lưu ý ở đây, cái đoạn này vẫn là R mũ 3, em hiểu không? Ở đây vẫn là R mũ 3 này. Để tìm được R thì em khai căn bậc 3 đi. Khai căn bậc 3 hai vế, R mũ 3 khai căn bậc 3 là R, được chưa? Thằng này khai căn bậc 3 đi. Rồi mình sẽ lấy từng thằng một. Hai thằng này mình làm trước này, hai này làm trước này. 10 mũ trừ 24 căn bậc 3 lên là bằng 10 mũ trừ 8, được chưa em? Cm khối căn bậc 3 lên, tức là chúng ta chia cho 3 đó em. Căn bậc 3 tức là chia 3 đó, được chưa? 10 mũ trừ 24 chúng ta chia 3 là bằng 10 mũ trừ 8 này. Cm khối là 3 chia 3 là bằng 1, tức là đơn vị là cm. Rồi chúng ta bấm căn bậc 3 của thằng này, nhân cho 75 chia cho 314. Bấm đi, bằng bao nhiêu? 10,067. 1,55. Rồi chia 75, nhân 75 chia 314. Rồi ở đây mình tính được là bằng 1,3. 1,3. Rồi đoạn sau là 397 thì chúng ta sắp xỉ là bằng 1,34, được chưa? Nhân cho 10 mũ trừ 8 sen. Rồi chúng ta nhìn đáp số ở đây, người ta cho chúng ta đơn vị gì? Đây em, người ta cho chúng ta đơn vị là gì? Sen. Như vậy khớp rồi, câu B. Rồi chúng ta đến cái ví dụ số 4 cho bạn rõ vấn đề luôn này. Đó, chứ còn... tiếng bịp đấy thầy, tiếng bịp thầy ơi. Rồi ok, cái đầu từ đợi bình tĩnh chú. Rồi chúng ta làm câu số 4. Tiếng bịp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có như sau này. Câu số 4 của chúng ta là một câu hỏi hoàn toàn khác so với ba câu hỏi trước đó. Người ta nói như sau: biết thể tích của một mol canxi là chừng này cm khối. Ghi chú, trong tinh thể canxi các nguyên tử, được chưa? Được xem là dạng hình cầu và chiếm chân này phần trăm thể tích, còn lại là khe trống. Yêu cầu chúng ta là tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi. Rồi ở đây chúng ta có như sau. Như vậy đây đề cũng không cho R, đúng không? Đề cho gì? Đề chỉ cho thể tích thôi, đúng không ạ? Thì mình nhớ lại cho thầy này. Ngày trước mình học về của hóa lớp 8, mình có một mol này. Một mol thì có 6, đúng không? 0,022 nhân cho 10 mũ 23 nguyên tử canxi. Rồi được cho em. Rồi một mol là có chừng này nguyên tử canxi, đúng chưa? Mà chúng ta thường là dùng 6 nhân 10 mũ 23 đấy, nhưng mà đầy đủ của chúng ta là 0,022 nhân 10 mũ 23. Còn số đằng sau rất là nhiều, nhưng mà ta chỉ lấy 3 con số thôi, 0,22 thôi. Rồi có thể tích là bao nhiêu? 25,87, đúng không? Cm khối. Như vậy bạn biết là ở đây có công thức của chúng ta, công thức của chúng ta là V hình cầu á, được chưa? Là dành cho thể tích của một nguyên tử, được chưa em? Như vậy đây chúng ta sẽ có này, một nguyên tử canxi
Có. Thể tích bây giờ sẽ bằng. Đó. Em sẽ lấy 1 này. Em nhân cho thằng này, chia cho thằng này. Như vậy em lấy 1 nhân cho 25,87 cm khối, đúng không? Chia cho 6,022 nhân cho 11,23 nguyên tử. Rồi, bạn bấm cho thầy thể tích ở đây bằng bao nhiêu cm khối. Bấm đi em. Lấy 25,87 đúng không? Mình chia cho 6,022. Rồi, chia cho 11 - 23 luôn. 11 - 23 luôn. Thì đây chúng ta tính là bằng 4, chúng ta ghi đúng như trong máy tính nha. Máy tính nó nói như sau: 4,29 59 thì ghi 4 số nha. Nhân cho 11 - 23 cm khối. Và bạn lưu ý cho thầy, ở đây mình có thể đổi sang 11 - 24. 11 - 24 thì chúng ta hiểu cho thầy như sau: 11 - 24 nha, cm khối. Rồi, mình nhớ cho thầy này. Đây ta ghi bên góc bên này, được chưa? Riêng một góc trời đây. Ghi bên này nha, để tí nữa bỏ đi. Chúng ta có 11 - 23. Em nhân cho 11 - 1 đúng không em? Là phải bằng 11 - 24 không? Mà chúng ta nhân 11 - 1 thì chúng ta sẽ nhân cho 10. 11 - 1 nhân cho 10 - 1 tức là 0. Như vậy em lấy cái 10 này em nhân vào đây thì nó sẽ bằng 42,959. Đó. Là nó khớp ngay. Được chưa? Và khi đó chúng ta biết thể tích hình cầu rồi. Thể tích hình cầu bằng gì? Thể tích hình cầu, đúng không? V hình cầu này bằng 4/3 pi. Pi R mũ 3, đúng không? Đúng mà. Và ở đây chúng ta có tương đương này. V chúng ta đã có rồi. Thì cái dưới này nha. V chúng ta đã có rồi em. Đây. 4/3 quên cái đoạn 11 - 24 nhân cho 11 - 24 đúng không? Rồi bằng gì? Bằng 4/3 đúng không? Pi 3,14 R mũ 3. Rồi, ở đây muốn tính R cũng được, còn không tùy. Được chưa? Thì đây chúng ta rút R thôi. R bây giờ là bằng căn bậc 3 thôi. Được chưa? Đó. R là bằng căn bậc 3 này. R là bằng căn bậc 3 này. Em lấy 42,959 này nhân cho 11 - 24. Đơn vị là cm khối, giữ nguyên luôn đi để cho nó rõ vấn đề. Rồi. Chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 3 chia 4 gì nữa em. Đúng không? Nhân 3 chia 4. Rồi. Rồi chia cho 3,14 nữa. Đó. Khi đó chúng ta sẽ tính được. Ở đây đơn vị là cm khối. Hai thằng này mình xử lý trước này. Cm khối căn bậc 3 lên là bằng cm. 11 - 24 căn bậc 3 lên là bằng 11 - 8. Rồi. Em bấm con số này. Nhân 3 chia này. Nhân này. Rồi căn bậc 3 là xong. Tính đi. Bấm căn bậc 3 của em lấy 42,959. Rồi, nhân cho 3 chia 4 chia 3,14. Nó là tính là bằng 2,17. 2,17 nhân cho 10 - 8 cm. Chúng ta coi đáp số có hay không. Ồ, không có em ạ. Hình như mình tính sai cái gì đó. Bạn biết sai cái gì không? Bạn biết sai cái gì không? Ở đây 74% vứt ở đâu? Đúng không ạ? Thể tích hình cầu chúng ta là có bao nhiêu thôi. Như vậy chúng ta sai ở chỗ 74%. Như vậy chúng ta làm lại cái bước này. Nghe kỹ nha, thầy nói lại bước này. Rồi, bây giờ nghe kỹ. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói lại cái bước này nha. Bước này quan trọng này. Mình quên mất là nó chiếm 74% em ạ. Đó. V đây là chiếm 74% thôi. Được chưa? Đó, làm từ từ đi. 42,959 nhân cho 11 - 24 cm khối, được chưa? Nghe bằng 4/3 pi 3,14 r mũ 3.
Rồi chúng ta làm giống như hồi nãy, làm từng bước một cho thầy. Rồi chúng ta bấm cho thầy vế trái bằng bao nhiêu. Em lấy 74 chia 100 nhân cho 42,959, 11 trừ 24 để lại em nha. Ở đây mình tính là bằng 31,78966 nhân cho 10 mũ trừ 24 cm khối. Em lấy 4, em nhân cho 3,14, giờ em chia cho 3, để dưới đây có phần chiếm nha, bài này sai chỗ đó. Ở đây là bằng 314/3 R mũ 3. Rồi là chia 75 R mũ 3. Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra R thôi. R đúng không? Mình sẽ tính như sau. Em lấy 31,78966 nhân 10 mũ trừ 24 cm khối. Em nhân 75 chia cho 314. Được chưa? Hiện tại ở đây nó là gì? Nó là R mũ 3. Chúng ta khai căn đi, khai căn bậc 3 đi. Được chưa? Thì nó sẽ ra R. Thế thôi, bấm đi. Cái đoạn này mình sẽ được đó là 10 mũ trừ 8. Được chưa? cm. Còn em bấm cái đoạn này thôi. Em bấm như sau. Căn bậc 3. Lấy 31 này. Phải 78. 9. 66. Được chưa? Nhân cho 75 chia thằng này. Nhân 75 chia cho 314. Được chưa? Ok. Ở đây mình tính được là bằng 1,965 thì chúng ta sắp xếp là bằng 1,97 nhân 10 mũ trừ 8 sen. Được chưa nào? Chúng ta coi đáp số có không? Có, nhưng mà ở đây người ta đổi cho chúng ta là sang ăn sạch trong. Như vậy nó chơi khăm mình đúng không? Thì cũng được, đổi được sao cả. Bây giờ mình sẽ đổi sang ăn sạch trong. Thì chúng ta nhớ lúc như thầy đi, 10 mũ trừ 8 sen này là bằng 1 ăn sạch trong. Không thì mình đổi 1,97 đúng không? Nhân cho 10 mũ trừ 8. Chúng ta biết là cm thì bằng 10 mũ trừ 2 mét. Được chưa? Hay là bán là 1 chia 100 đấy. Mét. Mà 10 mũ trừ 8 với 10 mũ trừ 2 là 10 mũ trừ 10. 1,97 nhân cho 10 mũ trừ 10 mét. 10 mũ trừ 10 mét này tức là 1 angstrom. Như vậy 1,97 angstrom. Hay vấn đề. Rồi chúng ta đến câu số 5, câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Các bạn nghe cho kỹ nha. Hết câu này là chúng ta được ăn cơm, được đi ngủ rồi. Chúng ta đọc đề đi. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử kẽm là những tinh thể hình cầu chiếm 74% về thể tích, còn lại là các khe trống giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của kẽm là 65,41 U, bán kính là chừng này. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng riêng. Rồi ở đây mình nhớ cho thầy cái đơn vị. Đầu tiên là đơn vị của một U mình đổi sang gam là bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam là đơn vị thứ nhất. Ở đây bán kính nguyên tử người ta cho chúng ta là angstrom. R người ta cho chúng ta là 1,35 angstrom. Rồi chúng ta đổi như thầy như sau. 1,35 angstrom chúng ta là bằng 10 mũ trừ 10 mét em ha. 1 angstrom là bằng 10 mũ trừ 10 mét. Rồi 1,35 nhân cho 10 mũ trừ 10 đúng không? Rồi chúng ta nhớ cho thầy như sau. 1 mét của chúng ta sẽ đổi sang cm. Tại sao? Bởi vì nhìn này, tất cả các đơn vị đây người ta đều cho chúng ta là cm, hiểu không ạ? Như vậy mình sẽ đổi như sau. Mình sẽ đổi từ mét sang cho cm. 1 mét là bằng 10 mũ 2 sen, đúng chưa? 10 mũ trừ 10 với 2 là 10 mũ trừ 8. 1,35 nhân 10 mũ trừ 8 sen. Được chưa mấy đứa? Rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thể tích hình cầu này. Thể tích hình cầu này. Được chưa? Là bằng gì? 4/3 pi R mũ 3. Rồi bằng gì? M chia D, đúng không ạ? Nhân cho phần chiếm chia cho 100. Đây chúng ta đáp vào. Rồi, hết câu này thôi nha. 4/3 này, pi. Pi chúng ta là bằng 3,14. Rồi, R của chúng ta là R mũ 3 đúng không em? Mà R của chúng ta đây
chúng ta để là 1,35 nhân cho 10 mũ trừ trừ 8, được chưa? Cm khối thì em cứ để nguyên nha thầy, cm để nguyên. Bằng m chia d. M khối lượng ở đây là 65,41. U M1 U của chúng ta đây, U đây. 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam, được chưa bạn? Rồi, chúng ta chia cho D. D bao nhiêu nhỉ? D đây. D người ta chưa D người ta yêu cầu mình đang tìm đúng không em? Nhân cho gì? Phần chiếm của chúng ta là 74. 74 chia 100 thế thôi. Hôm nay chúng ta chỉ có học một công thức thôi, là công thức này nè. Thầy không nói dốc các bạn luôn, hôm nay chúng ta học đúng một công thức này thôi. Được chưa? Đúng công thức này thôi. Với cách đổi đơn vị này cho mấy. Chừng này là cho mấy. Hôm nay cái chừng đó cho mấy. Rồi, mình ráp vào đi em, ráp 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 ráp. Rồi, chúng ta sẽ học. Đây. Em lấy 4 này, nhân cho 3,14 chia 3 rồi nhân cho 1,35 mũ 3. Được chưa? Là được một con số đằng trước đó kể nó. Ta xử lý đoạn này, 10 mũ trừ 8 nhân 3 là 10 mũ trừ 24 cm khối. Được chưa? Em tính cho thầy đi. 4 nhân cho 3,14 chia 3 rồi nhân cho 1,35 tất cả mũ 3 em nhé. Tất cả mũ 3. Chúng ta tính rời như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, ở đây mình tính được là bằng 10,30007 thì 301 đi. Được chưa? Rồi, làm tròn thôi. Bên này chúng ta lấy thằng này, nhân 74 chia 100. Rồi, chúng ta tính như sau. Em lấy 65,41. Được chưa? Em nhân cho 1,6605. Hai cái này nhân với nhau nè. Nhân 74 chia 100. Được chưa em? Rồi, thì đây nó sẽ bằng 80,80 này, phải 3,7,38. Rồi, nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Được chưa em? Hình như mình thì đúng rồi, chia cho D. Máy tính thầy gần hết pin rồi em ơi. Rồi bây giờ bạn nghe nha. 10 mũ trừ 24, thầy sẽ ghi bên này bằng con mực khác cho bạn dễ nhìn nè. 10 mũ trừ 24, 10 mũ trừ 24 là hai vế rút gọn này ha. Như vậy chúng ta sẽ chuyển D sang vế trái. Được chưa? Em lấy 80,3738 gam này, được chưa? Chia cho thằng này 10,301 cm khối. Thằng này là đơn vị, em hiểu không? Gam chia cho cm khối của chúng ta là đơn vị. Chúng ta lấy này chia này thôi là xong. Đơn vị là gam trên cm khối. Bấm đi. Rồi, chúng ta lấy 80,3738 chia cho 10,301. Mình tính xấp xỉ em nha. Sắp xỉ bằng 7,8. Rồi, đây là kết quả cuối cùng. Bạn coi có đáp số không ạ? Coi thử đi em. 7,8. Đây, có đáp số em nha. Câu B này, đơn vị chuẩn luôn này. Đó. Vậy thầy xin phép dừng cái bài giảng số 1 phần 2 tại đây, được chưa? Các bạn có gì không hiểu thì các bạn hỏi nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào bữa sau. Xin chào thằng Ái và Quý Thắng. Rồi. Em chào thầy. Chào thầy. Rồi chào em. Cô Phương Hằng rồi, cô Phương Hằng rồi, tất cả thầy cô chào mấy đứa hết nha. Rồi.